Chắc bạn đã đọc tiêu đề của video rồi, nên chắc cũng không cần giới thiệu nhiều thêm. Manchester United vừa hành hạ người hâm mộ của họ, nhất là những người đã bỏ thời gian thức coi bóng đá trong khi ngày hôm nay còn lắm deadline học tập, làm việc và phải hoàn thành. Các bạn xứng đáng nhận một sự động viên từ những người khác vì sự mạnh mẽ ấy. Nhưng chắc đó cũng là giới hạn rồi. Nên hôm nay ở phút bù giờ, chúng ta nói về sự bất lực này của người hâm mộ Manchester United. Hãy cùng coi lại cách Man United thua trong trận này như một sự tóm tắt cho những ai đã may mắn không chọn xem họ tối qua. Thua 0-3 với Man City người ta gọi là một sự chấp nhận. Nhưng rồi thua tiếp 0-3 trước Newcastle United thì hết nói và hết cứu thật rồi. Họ đã làm cái gì thế nhỉ? Sau trận thua 0-3 trước Man City tại sân nhà Old Trafford thì trận đấu tiếp đón Newcastle United này được coi là để cứu vãn tình hình. Có thể thấy rõ là Erik ten Hag đã chủ động cho Bruno Fernandes và Marcus Rashford nghỉ ngơi để tạo sân chơi cho vài cầu thủ khác, đúng với tinh thần của Carabao Cup. Và diễn biến của trận đấu có thể tóm tắt qua dòng bình luận ngắn gọn này của Stan Mardew, vốn là một chuyên gia số liệu và fan của Man United, với nội dung: lần đầu tiên mà tôi rời Old Trafford trước khi hết giờ. Đồng thời ông còn cung cấp một thống kê đáng buồn như thế này, rằng Manchester United có nhiều cầu thủ đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Newcastle United hơn số lượng cầu thủ xuất trúng đích của họ. Man United đã tung ra 13 cú sút và chỉ có 2 cú sút trúng đích, trong khi đối thủ tạo ra 10 pha dứt điểm. Nhưng có đến một nửa trúng đích và 3 trong số chúng thành bàn. Nhưng khi quỷ đỏ đến bắt bóng thì họ không ngăn cản được đối phương. Ở bàn thua thứ nhất, họ bị Tino Livramento cướp bóng từ phần sân nhà, rồi để cầu thủ này chạy một mạch ở trung lộ rất thoải mái mà không bị cản lại. Anh này sau đó kiến tạo cho Miguel Almiron để cầu thủ người Paraguay xâm nhập rồi dứt điểm trong vòng cấm một cách đơn giản. Onana cũng đã không phản xạ đủ tốt để ngăn pha dứt điểm ấy. Man United sau đó nhận một bàn thua khác đến từ việc họ để Lewis Hall khá thoải mái trong phần dứt điểm của mình ở vòng cấm. Có thể nói Hall đã dứt điểm hay cộng thêm một chút may mắn. Còn Manchester United thì vốn lúc đấy họ đã có câu trả lời cho kết quả của trận đấu này rồi. Ở đầu hiệp 2, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thực hiện những sự thay đổi. Sofyan Amrabat và Aaron Wan-Bissaka được tung vào sân thay Casemiro và Diogo Dalot. Man United sau đó có thêm nhiều cơ hội hơn. Nhưng bạn thấy đấy, họ dứt điểm rất tệ, từ Amrabat đến Anthony thì cơ hội cũng trôi qua khi họ vùng trần. Bàn thua thứ 3 của Man United đến ở phút 61 và lần này đến Amrabat là người mất bóng. Joe Willock tiếp tục thoải mái đi bóng trước khi dứt điểm quyết đoán, đánh bại Andre Onana và nâng tỷ số lên 3-0. Sau bàn thua đó thì cả Bruno Fernandes và Marcus Rashford đều vào sân, nhưng thậm chí ở 30 phút cuối thì Newcastle vẫn là đội chơi hay hơn. Cuối cùng đi tiếp ở Carabao, biến Man United thành cựu vương và biến Old Trafford thành nhà hát của những ác mộng. Khổ cái là họ không chỉ thua mà còn bị sỉ nhục nữa chứ. Đối thủ của họ sỉ nhục họ ở mọi nơi. Một phần là vì họ thắng chức cúp mùa trước Newcastle, một phần còn lại là bởi họ tệ thật và cả hài hước trong mắt đối thủ nữa. Nên là vậy đấy, họ phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Đâu có thể phản bác lại được điều gì khi lời chế giễu đâu có sai. Ê, chúng mày có phải là Sunderland đang cải trang không? Đó là một trong rất nhiều câu hát mà fan Newcastle dành cho Manchester United đêm nay ngay tại Old Trafford. Buồn hơn cả thua là bị trêu chọc, và lần này fan Newcastle không tha cho Man United một tí nào. Số là vào chủ nhật khi Man United thua Man City thì cổ viên của Man City hát như thế này: Old Trafford sụp đổ rồi, Erik ten Hag thì là một thằng hề, Glazer sẽ ở lại chúng bay thêm 10 năm nữa, Man City thì chỉ cần ngâm nghi đi bia thôi. Thế là hôm nay fan Newcastle dùng y hệt bài hát đó, vẫn là Old Trafford sụp đổ rồi, Erik ten Hag thì là một thằng hề, Glazer sẽ ở lại chúng bay thêm 10 năm nữa, những chàng trai của Gordier đang uống bia, ý ám chỉ người hâm mộ Newcastle cầu cuối. Với Erik ten Hag, người hâm mộ trích trẻ còn dành tặng ông câu hát: ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng thôi, cho vị huấn luyện viên người Hà Lan. Nghe rất đều và đồng thanh, cũng chẳng biết là có fan Man United nào trong đó hát phụ với họ đoạn này hay không. Buồn nhất cho cổ viên Man United là họ còn gặp nhiều fan Newcastle ngồi ở khu vực đội nhà, tức là trà trộn vào đó và trêu chọc họ, nên buộc phải tìm kiếm nhân viên an ninh để cản người ấy lại. Khi các cổ động viên của Man United đã ra về hết, thì các cổ động viên của Newcastle vẫn ngồi lại để tận hưởng niềm vui này. Old Trafford trở thành chốn vui vẻ của họ và có lý do để họ tận hưởng điều này. Ngay cả khi tàu ra về, cổ động viên của Newcastle còn ngân nga những câu hát chế giễu Man United trên tàu và đồng thanh với nhau. Nói chung là fan Man United chỉ có nước vì tai lại mà chịu đựng thôi. Và chắc chắn là người chịu mọi trách nhiệm lớn nhất phải là Erik ten Hag. Giờ có khi số lượng fan muốn sa thải người đàn ông này còn hơn người muốn bảo vệ ông.
bởi những lý lẽ họ từng dùng để bảo vệ Ten Hag dần dần sụp đổ trong mắt họ. Từ con người ông mang về, từ con người ông đuổi đi, cho tới những gì ông làm ở trên sân. Chịu hết nổi là thật đấy. Erik Ten Hag chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Old Trafford, như đã nói là nhờ rất nhiều vào cộng viên của Newcastle United. Sau trận đấu, đây là trả lời của huấn luyện viên này. Đúng, chúng tôi biết chúng tôi chưa đủ tốt, tôi phải chịu trách nhiệm, tôi cảm thấy tiếc cho người hâm mộ. Cao thủ sẽ đứng lên, họ đang gắn bó với nhau, bạn thấy đấy, họ đã cố gắng, bạn phải làm điều này như một đội, đó là cách duy nhất để tiến lên. Tuy nhiên thì có vẻ rất nhiều cổ động viên đã phát ngán với những câu trả lời đó, và ngày càng có người thực sự muốn câu lạc bộ thay thế ông. Theo một báo cáo, Sky Sports tiết lộ nếu muốn sa thải Erik Ten Hag, Manchester United phải chi ra số tiền 15 triệu bảng, một số tiền không nhỏ một chút nào. Nhưng nó vẫn là rất nhỏ nếu so với số tiền Erik Ten Hag đã được phép tiêu từ khi về đây, cũng là thống kê từ Sky Sports với hơn 400 triệu bảng. Một số trang cá cược nước ngoài đã tăng tỷ lệ Erik Ten Hag thành huấn luyện viên tiếp theo ở Premier League bị sa thải ngay trong đêm qua, khi trước đây có thể cược 1 ăn 8 thì giờ chỉ còn có thể cược là 1 ăn 2,5. Người hâm mộ không còn bảo vệ Erik Ten Hag nhiều nữa, và đây là một số ý kiến của họ. Ten Hag đã có chút gì đó tốt đẹp vào năm ngoái, nhưng đây hầu như không phải là bóng đá, mọi thứ cần phải thay đổi. Chất lượng chơi bóng mùa trước cũng không ở mức tuyệt vời đâu, mà chỉ mức chấp nhận được thôi, ngoại trừ các trận đấu với Spurs và Leicester trên sân nhà. Ngoài ra là hàng loạt câu sa thải đi ở khắp mọi nơi, như thể người hâm mộ đã mệt mỏi rồi và họ không chấp nhận bị như thế này thêm nữa. Nhưng bản chất đấy thì khó thay đổi, vẫn là những ông chủ đó. Giờ là tháng 11 rồi, họ đã nói say goodbye với những ông chủ người Qatar. Họ cũng chờ thêm Sir Tim Ratcliffe thật sự có thể là một phần của câu lạc bộ để coi những ảnh hưởng thể thao của ông có thay đổi được gì không. Cái họ khát bây giờ là vậy đấy, sự thay đổi gì cũng được, nhưng làm ơn cứu họ đi. Cũng trong đêm qua thì người hâm mộ Man United cũng nhắc lại nguồn gốc của vấn đề, trong đó đây là bình luận được tương tác nhiều nhất. Việc chỉ trích Erik Ten Hag là hoàn toàn bình thường. Ông ta đã làm sai mọi việc, ông ta đang từ bỏ các nguyên tắc và cách tiếp cận trên sân. Muốn ông ta bị sa thải cũng không sao đâu, bạn có quyền nêu ý kiến của mình. Nhưng nếu Erik Ten Hag kết thúc trong thất bại thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sẽ không có gì thay đổi dưới thời Glazer. Sẽ không có ai bước vào và vẫy cây đũa thần để khắc phục điều này. Bóng đá thay đổi và chúng ta bị bỏ lại phía sau, và đó là một chặng đường dài để quay trở lại. Có thể nói rằng mỗi khi Man United thua cuộc là những bài ca quen thuộc của họ lại diễn ra. Nhưng trạng thái này có thể gọi là trạng thái tồi tệ nhất trong 15 tháng cầm quyền của Erik Ten Hag. Nhiều người đã không thể kìm nén và nói thẳng là câu lạc bộ thất bại. Phải nói rằng họ rất thất vọng vì đã không đuổi được người chủ mà họ muốn. Nhưng Manchester United không thể thất bại khi câu lạc bộ này có doanh thu 648 triệu bảng mùa trước. Điều này khiến con số hơn 6 tỷ bảng mà nhà Glazer được bên Qatar offer cũng trở nên không lớn lắm. Họ muốn nhiều tiền hơn nên từ chối là điều dễ hiểu. Manchester United vẫn chưa có gì cụ thể hơn về tình hình của ông chủ mới mang tên Sir Tim Ratcliffe. Thậm chí có tin là ông còn có thể bỏ ngang cuộc đàm phán đó. Chẳng có phương hướng nào cụ thể cho Man United cả. Họ làm kinh tế vẫn tốt, vẫn là thương hiệu lớn đạt được nhiều hiệu quả. Nhưng thành tích thì hoàn toàn ngược lại và tiền thưởng nhận được từ các giải đấu cũng ngày càng ít đi. Lúc này đây, phương án sa thải Erik Ten Hag vẫn là phương án hàng đầu mà người hâm mộ đưa ra. Thậm chí vài người còn nói rằng nếu câu lạc bộ không muốn mất nhiều tiền thì cứ nói họ sẽ quyên tiền trong tích tắc. Nhưng bạn biết đó, nếu Erik Ten Hag bị sa thải thật thì coi như Man United lại rơi vào vòng lặp và mong một huấn luyện viên khác đến để cứu vãn tình hình trước khi lựa chọn cải tổ thêm lần nữa đội hình của mình. Dù đội bóng của bạn có gây thất vọng ra sao thì cũng chúc các bạn có những ngày học tập và làm việc tốt để bù đắp cho điều này. Phút bù giờ của ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy dành 3 giây để tặng chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho những con người đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.